mà đứng đây qua ra cửa nhà bà Tư mày nói đó đó, con quỷ nó ở đó, nó dùng rạ lên đó, nó trốn động á. Tài chỉ trong Tư hả ông Tư? Ừ, nó ở chuồng trần không à, mà cái gì mà kỳ trời. Quỷ ở chuồng. Tao lợi tao mới leo lên nhánh gáo, tao bẻ nhánh gáo rồi bằng chân cái vậy nè. Yeah. Vì nói quỷ mà. Tao lết lại, còn ông anh tao là con ông thứ 8 đó. Hai anh em lại biểu ông đi mình, ông thôi mà. Tao không đi đâu. Tao mới lết lại rượu người anh giặt ra anh dòm tao. Mình thở sẵn mà. Anh giặt gốc ra anh dòm tao. Tao nói trời ơi, với cha ơi, cha mẹ ơi. Rượu người vô tao để gốc ra, anh đẩy ra lại tao vô tao đè. Đè tao chụp ảnh. Nắm cổ anh đem ra tao nói phải con này, ông nói đó ừ. Quỷ hiền hình. Quỷ ở chỗ đó mà anh đồn bà cố nổi. Chào ông Tư, thì ngày hôm qua có anh Phú ở Đồng Nai có biếu tặng cho ông Tư là 1 triệu để ông Tư lì xì Tết cho ông Tư á, thưa ông Tư. Dạ, cho con ông gửi Tư xin nhận số tiền này. Dạ. Ông Tư thành kính năm mới, ông Tư chúc cho gia đình cháu Phú. Dạ. Được vạn sự bình an và muôn điều như ý. Dạ. Dạ, con cảm ơn tôi nhiều ạ. Ừ. Rồi mùa nước đâu có cò nữa, cò nó tứ tán, mùa nước nó tứ tán trơn rồi. Thì tao đi thăm lúa, đi này kia, gặp cu chiều nó bay về đó. Đi người ta, kiếm cu gì nhậu chơi, ông về ăn chơi. Không đi đi. Mà dạ. Đi giao cho anh chống chuồng nha. Chắc đó là ông với lại cái anh Tám gì đó là hồi à, kêu là ông Tám, con kêu ông Tám. Ông Tám gì đó là đi bắt cu là dắt chiều tối hả ông Tư? Ừ, chăn dặn chống chuồng đi. Chiều ăn cơm rồi cứ cỡ 4-5 giờ chống từ bên Lăng Gù qua Hang Tra cũng 4-5 cây số lận à. Ồ, chống vậy đi cả tiếng hồ hả ông Tư? Ừ. Qua mới tới bệnh chăn dặn bắn một lát thì bắn về rồi. Bắn một bữa mấy trăm con mà biết. Rồi nhà ổng cũng như nhà đã có đám tiệc lớn vậy đó. Ừ. Con cháu con dâu ổng xung quanh anh em rồi đó. Người ta nói mày bu lại hàng trăm người là khỏe luôn đó. Ừ. Rồi ổng cho hay hả ông Tư? Ờ. Vui lắm. Tao nói dọn ra ăn y đang như đám cưới. Ổng có ngồi bàn ghế, bị nhà ông nhà sàn liệt dán bành bành vậy nè. Dọn dưới dán luôn hả? Dọn dưới dán ăn luôn. Ê, ê, ăn người này nói cu ngượn con. Cu ngượn con. Ông ru tiên mà cái chảo đụng mẹ kì lô đó, muốn đầy chảo đó mày tính. Thôi thôi. Ít sao có đủ đồ đãi. Rồi về ăn ông nào ông nấy nói trời ơi ông. Ông tên ông Bộ Chiếu, ông tên Chiếu. Tên Chiếu. Ừ. Sao kêu Bộ ông Tư? Bộ là bằng giai cấp trong nhà thờ đó. Trong nhà thờ muốn mặn gì phải qua hỏi ông, cũng như bên công chia nắc à chai. Dạ. Yeah. Theo giai cấp không Tư? Ừ. Ông cha muốn cất cái gì, xây cái gì hay gì đó phải qua trung gian ông. Dạ. Yeah. Phải hỏi ông nè. Mà chắc đó thì đem về chắc bữa đó ông Tư bắn cũng hơi bị đuối à ngang. Đâu có, con ơi, cu bắn lát mà tao cái trớn mày bây giờ như chú ba mày bên giật lưới một ngày đó. Bà nội tao mà gắn cho nổi cu. Cu hồi đó chiều về nó bay mày dòm thấy đen bầu trời vậy. Thôi. Cu khủng khiếp rồi là không ai bắn. Cò giết kìa. Chứ ông nói trời ở nhà ông Bộ có ông thợ săn bảy núi ông xuống rồi ông. Ăn cái gì cũng ngon hết trơn. Thợ săn bảy núi. Ừ, kêu tao thằng bảy núi luôn mà. Vậy là năm đó ông Tư xuống đó chắc cỡ khoảng vài năm sau chỗ đó muốn hết luôn rồi ông Tư. Ừ, cái ông nội này ông mua con cù lần. Cái con cù lần là con gì ông Tư? Con cù lần là con nó kêu cái giờ nó kêu trong sở thú nó kêu con gì nè. Anh có ba cái móng tay nó dài gì nè. Hình dáng con sao? Lười đó hả ông? Không phải, con lười khác. Hình dáng nó dài sao ông Tư? Cái này con cu ly.
cu ly. Dạ, con cu ly. Ờ, chứ mình kêu con cù lần là bên quốc tế nó kêu con cu ly. Dạ. Không có chết thôi chứ anh không có chạy. Anh lần chậm lắm. Đây bóc lần như khỉ, bốn giò như khỉ, cái mắt anh đồ lòi. Vậy là giống con lười rồi. Lười. Cái cổng lưng nó trên vai của nó, con nó trên vai. Con nó đi dưới nước thì nó cổng vai, nó đi cây nó đeo bụng. Dạ. Y như khỉ vậy. Yeah. Nó chậm hầu như này thua thua. Vậy là con lười. Không phải, bởi người ta mới kêu con cù lần phải, mày mày kêu con ấy đâu đúng. Yeah. Con lười đâu đúng, nó đâu có lười. Cái màu nó hơi trắng, đúng. Dạ dạ đúng rồi. Móng dài khủng khiếp. Ở có ba cái móng à. Dạ. Ở trên mạng người ta kêu bằng con lười không à? Đâu có, con cu ly mới đúng. Dạ. Kêu nó cu ly. Rồi ông bắt luôn hả ông Tư? Ô bác, ông nội kế bên dưới nhà ông bắt, ông nuôi rồng cho nó phá lồng nó ra đi. Dạ. Ông mới vô đồng dân đi lúa mà ở dưới rồi đó, lúa mùa không à. Dạ. Nó kéo rạ, nó đậy lại nắng á. Dạ. Làm ổ đậy lại chung trọng đủ, gặp người ta lú mặt ra đủ về nói quỷ hiện hình. Tao đừng cài trong đó có mấy cây số, tao thấy sao ruộng bữa nay người ta ngoài đồng dữ trời. Tao mới tắt mới cài. Tao với thằng thứ 8 không cài. Hai chiếc lần nhà ông hai chiếc máy cài Sumika đó, con tính cò măng mua mới tinh đó. Dạ. Còn ăn đâu 3-4 tháng ở trên Sài Gòn nó mới kéo xuống Sumika. Ừ. Cái tao mới sẽ đi tân lại. Nó đó đúng mà đứng đây qua ra cửa nhà bà Tư mày nói đó con quỷ nó ở nó dùng rạ lên đó, nó trốn động á. Ta chỉ trong Tư không Tư? Ừ, nó ở chuồng trần không à. Mà cái gì mà kỳ trời. Quỷ ở chuồng. Tao lợi tao mới leo lên nhánh gáo, tao bẻ nhánh gáo rồi bằng chân cái vậy nè. Yeah. Vì nói quỷ mà. Tao mới lết lại, còn ông anh tao là con ông thứ 8 đó. Hai anh em lại biểu ông đi mình, ông không à. Tao không đi đâu mà. Tao mới lết lại rượu người anh giặt ra anh dòm tao. Mình thở sẵn mà. Anh giặt gốc ra anh dòm tao. Tao nói trời ơi, với cha ơi, cha mẹ ơi. Rượu người vô tao để gốc ra, anh đẩy ra lại tao vô tao đè. Đè tao chụp ảnh, nắm cổ anh đem ra tao nói phải con này. Ông nói đó ừ. Quỷ hiền hình. Đúng cái chỗ đó mà anh đồn bà cố nổi. Tao phải có vụ YouTube này giờ tao chắc đúng mình rành một vé đó rồi. Lại quay tao tối ngày hết mà ăn luôn. Có bắt cái con đó không mà nó đủ con quỷ nó hiện hình bắt. Ừ, bắt đem về ông già tao, ông nói mày để nuôi. Tôi nói vào thôi, ba của người ta trả người ta mà. Chứ ông kiếm hôm rày cũng dữ lắm rồi, ông tưởng nó leo cây nhưng mà nó không ngờ nó đi đồng. Yeah. Bị thấy bên hàng ra hàng cây vẫn á. Yeah. Bên ấy tre không, anh lội tắt đường đồng đi, đi đuối quá đuối rồi. Anh đi không mà, đâu chạy. Cũng gặp anh bị nắng, anh kéo gốc ra, anh đậy lên nó quỷ hiện rồi. Ủa bà mình nghe cũng lạ. Sao bị dắt ông Tư gan cho ông Tư? Dạ ông Tư sợ xăng rồi mà gan nhát gì. Anh ta nói là quỷ rồi mà ông Tư. Không, làm sao ông quỷ được, ông ngựa mình dòm ở xa cục rạ nhỏ xíu. Ban ngày mà quỷ đâu. Ờ, con quỷ đâu quá lớn, mà dòng nó có quỷ thiệt cũng không sợ mày luôn. Ban ngày mà phải không Tư? Ờ, nhánh gáo đó tao quýnh mày, tao thua, tao quýnh mày cũng đuối đạn chứ không vừa. Vậy mà cũng thủ theo nhánh gáo phải không Tư? Bẻ nhánh gáo. Vì nó con quỷ bằng bắp dế vậy, nó lú lại ra lú vô. Quỷ bằng bắp dế. Con quỷ bằng bắp dế. Lại bắt rồi tao đè cổ, nên tao nói mày súng nhau thế đều đàn bà muốn cởi cái cu lên đầu mình á. Trời. Ủ ngựa nó lấn vô coi, té dập xuống hoài. Quỷ bằng bắp dế. Quỷ bằng bắp dế. Bị mình đâu dám buông nó ra sao nó cắn. Mình biết nó không chạy rồi. Mà ai mà nói con quỷ ở chuồng thì nó mới ghê chứ, quỷ ở chuồng giữa con ngày. Thì rồng điếm. Tất cười, tao đủ mà về nhà mấy tháng tao cười hoài. Rồi kể cả người trong nhà luôn. Ôi trời ơi, sao mày gan dữ vậy, nó luôn á. Ở đây không ai dám lại gần, cách cả công đất đứng chỉ vô đó luôn à.
không ai lại gần. Tôi nói ăn gì dòng cái đồ đó tôi bắt hoài mà. Vậy đi là... núi Hừng Đông mày lội lên núi mày gặp anh ăn gì đó. Rồi đi như ba thằng mình rồi mới chạy coi anh leo cây nào nó chặn đầu trển thằng. Yeah. Rồi cứ khua động hoài luôn, anh đang lần lên mày khua động anh lần xuống. Anh lần xuống gốc gặp thằng cái gốc tụi tao mần dòng sẵn vậy nè. Dạ. Yeah. Máng vô đầu anh giật. Ủa sao kỳ, nghe tiếng động mà cũng phải lui xuống không? Đúng ra nó kỳ gặp lên mày luôn. Rồi. Nó gặp mày nó sợ nó lần trở xuống, yeah. Tao nó chết không chạy mà. Người ta đúng ra nó gặp hung thủ tới người ta phải chạy cho lẹ lẹ một chút hay gì không bò ra như người sống lại giật vậy mà nó liền khô à. Qua Phú Quốc mấy nhỏ đi hái trăm dòi với trái cây này kia nè, hột đào vô vườn đào gặp bắt tao bán, nó bán tao có 50.000 con. Ủa sao rẻ vậy ông Tư? Thì nó đâu biết ai mua, cũng dân cái tàu cá không nó mua đó mà cho nó không lấy nữa. Họ mua về ăn thịt thì sao không? Thịt đâu cũng nữa nó coi với coi u sù bằng bắp chuối mình trống anh cùng tay nhổ lông anh còn cùng tay. Dạ. Yeah. Thua chuột cơm mình. Dạ. Yeah. Nuôi về nuôi chơi chứ không tới. Mua gì coi chơi tao mua rồi tao để trong lòng. Bữa sau anh đẻ con. Chàng ơi. Tao mua ba con mà con đực hai cái đẻ con hết. Mày biết dân ở mà Vĩnh Long lên, thằng đó bí thư huyện Vĩnh Long lên. Tụ ngựa mua hết. Hai con ông Tư để cho con một con nhiêu rồi ông Tư nói con trả tiền ông Tư, con cần nó dữ lắm. À, vậy hả? Con 500. 500 đồng hả ông Tư? 500 mình giờ nè. Ủa vậy là mới đây hả ông Tư? Mới đây tôi đi Phú Quốc. À mới đây. Lâu. Hơn chỉ vàng, vàng mình thì 400. Chỉ. Còn con đó tao bán cái lời biết bao nhiêu. Ồ vậy là nó năm 9 mấy rồi ông Tư? 9 mấy. Cái 20 năm. Bà cố nội bán mấy? Hai con quất ngàn bạc tỉnh bơ. Người ta nuôi nhiều cái. Là hai con hả ông Tư? Mẹ con nó mua hết. À mua hết. Bán mẹ con luôn. Con đó nó ăn cái gì ông Tư? Trái cây. Ăn trái cây không ông Tư? Ừ. Đào trái gì chín anh ăn rồi anh ăn đường xa quá rồi anh về không kịp. Bị nhà lệnh trơn đó. Yeah. Anh nhưng mà không biết đường gì anh trốn tại đó luôn. Mấy nhỏ đi hái lụm hột đào bẻ hột đào nữa gặp. Gặp dí cũng bắt. Mà đúng là nó giống cụ lần thì cũng... mà con thật con thấy nó rồi nó đi lấp rai mà cái tay nó vơ từ đây mà nó quên đó đụng cái cây này kia cũng nó nắm mấy giây một cái là mày gỡ ra không nổi đó mạnh không Tư? Ừ rồi thôi một cái tay ảnh khác hơn bằng tay khỉ nó bấu vô nó không dài lắm. Ừ ngón tay cái ảnh dài lắm. Dạ. Ngón ảnh dài sọc mà. Dạ. Có ba ngón à. Dạ. Nó bấu mạnh hả không Tư? Hả? Nó bấu vô mạnh hả không Tư? Ừ nó nắm mạnh đúng không? Cái cây chèo mà đẻo mình giác nghe nặng đó anh na tuốt đọt tre luôn cột. Ừ. Cổ anh á. Yeah. Anh phân cây chèo mới lên đọt tre luôn rồi. Yeah. Tao bắt vậy đấy nó chậm mà nó mạnh mạnh như lắm nó cắn cầu chính tao một cái rượu ngựa ông la làng vậy đó. Gặp nó bị từ lừ lâu lâu nó giấu tay về hoài giấu mặt á rồi có khều ra mở mắt thôi lôi à. Mở ra giờ mà cũng khều đồ người nó quất vô ngón tay cái ông dính nó nhai mày. Trời ơi. Yeah. Ông bưu tiếp mà ông khóc la mà lúc đó ông hai mấy tuổi rồi. Tụi tao mới mười mấy tuổi rồi. Cứ tiếp là lấy gì tao mới lấy cái cọng lông gà tao mới tước ra. Xe luôn mũi. Giấy luôn mũi á. Nhột quá cười. Nhột anh chịu không nổi. Chứ mày gỡ gì gỡ không ra, đâu dám nắm ảnh gỡ. Nó cắn có độc ngón tay luôn. Đâu có độc đó gì luôn. Cái hàm răng nó giống răng mình không ông Tư? Như răng mèo đó. À, giống mèo. Giống răng mèo. Không giống răng khỉ, ảnh chịu răng khóa như mèo. Ừ, từ đó tới sau người ta đồn lăn gù đồn đủ tao đi đâu cũng kêu người ta bảy núi hết.
mấy thằng lứa tuổi sợ tao chứ. Con quỷ mà bắp dế. Quỷ bắp dế hiện hình nữa. Tụi nó nói nó ở chuồng đó. Quỷ ở chuồng. Mình nói ủ quỷ hiện hình mà lại thấy cái cục rạ ủ ô lên có chút xíu quỷ nào như vậy. Tao mới lại cây gáo, tao leo cây gáo, tao bẻ một nhánh. Tao mình thủ thân mình. Dạ. Ủ ngựa lết lại cái anh dạch ra, anh dòm tao, tao chết mẹ mày rồi. Tao bỏ nhánh gáo, tao nhào vô, tao chụp anh liền. Vậy là cái giấc mà nó dở ra là ông Tư biết nó rồi, thấy không Tư? Biết. Tại có bắt rồi đó, bắt quá nó hoài mà, cho nó biết. Ủ ngựa tao đi lại, tao đè gốc rạ, tao nắm cổ anh, tao đem ra, tao nói nè, quỷ nè, phải không? Tao nói mày đem ra mà nó coi cách mình đâu mấy chục thước, nó chạy mày thấy nó rứt ruột. Có người chạy được mà chạy nó chết luôn. Tao nói không phải, nó con cù lần. Cù lần. Rồi mới trở lại dòm cho thấy rõ. Vậy ông Tư trả lại cho cái người chủ hả ông trả Tư? Lại. Ông kia ông có cảm ơn gì không Tư? Cảm ơn rấu rít luôn, cho tao 20 bạc. Không biết ông mua nhiêu tao không hỏi. Chỉ là hồi xưa ở xứ mình đây có con đó hả Tư? Nhóc nuôi cấm mình nhóc luôn. Sao này tiên. Mấy dây tràm đó. Nó bắt lần bắt ngoại gì đó không á. Ông ngoại nói thì làm trưởng ban giáo hội bên Phật giáo Hòa Hảo nè. Bà nội chứ, ông nội nó chứ. Còn bên chồng nói thì bán điện thoại. Nói thì thợ uống tóc. Ở chợ lắp vỏ. Năm đó tao nói tao cứu con chứ cứu cháu bé không được. Bị mới 3-4 tháng rồi còn cứu. Bị gì ông Tư? Rắn hổ bướm này nè, lên lội chiều lội xanh quanh hồ chùa Phật lớn đó. Bị đá nó lót đâu khít. Nó lót ở kẻ nằm dưới quốc. Hồi đó đi chắc. Cho liếm hai cái mối cho nó dính lại. Để nó không có gì nó hơi vô vô. Tao nói cứu cháu thì tao cứu sống rồi đó, tao bảo đảm, nhưng mà còn em bé thì phải thua rồi. Cắn chung cái mùng cắn 20 con hả ông Tư? Đi xanh quanh hồ chiều đi vọng á. Cắn nhỏ mới có chồng mới có bầu đâu 3-4 tháng gì đó. Thì nó mới tạo hình người thôi chứ chưa thành người. À là đang có bầu hả ông Tư? Lấy ra cháu không mập gì được. Không hết nữa. Cháu hút vô rồi mỉm môi kính lại. Để thuốc ra gì đó rồi nín thở, từ từ thở ra bằng lỗ mũi, thở rất nhẹ, rất chậm. Không, đừng thở miệng chứ. Mỉm môi lại. Chưa có khói đâu mẹ ơi, nút tới cầm điếu thuốc nhẹ nhẹ thôi. Rồi lấy ra. Mím môi kính lại tuyệt đối không hở miệng. À, con thở ra bằng lỗ mũi, thở chậm lại. Thở nó quá lẹ rồi. Thở thiệt chậm lại đó. Mày hút đúng 3 hơi vậy mày mà hết nghẹt mũi hết ho liền. Mày hút theo lời của bác hướng dẫn cháu mới được. Thỉnh thoảng nó hút, nút một cái một à, không có bập được. Mày bập cái nữa nó cháy liền á. Mình hút vô một hơi lấy ra. Đừng để khói nó bay mất. Nó thấy không? Mày thấy tao nói linh không? Quá linh nha. Nút vừa thôi, đừng có nút khói. Thuốc này nó rất thơm, con nuốt khói vô nó nuốt cái một cái trơn khói rồi thở ra bằng lỗ mũi. Con nhéo hai cái đầu ngón tay như vậy nè. Nín thở hơi cho lâu lâu coi.
vì mày hút lia lịa, hút vô phì ra, hút vô phì ra sao nó giết được vi khuẩn sống. Cũng hay lâu lâu ha. Lấy ra. Nín chừng nào đuối hơi thở, mình thở ra, thở ngúng ngúng vậy đó, miếm môi lại đừng thở bằng ra miệng. Cái người nãy là bị rắn cắn có bầu vậy là ông Tư cứu được người mẹ, còn con thì cái thai nó hư luôn hả ông Tư? Hư thai. Vì mới biểu nó lại bệnh viện cho gấp thai nhi ra đi, để đâu thần không tốt. Nó nói vậy khổ, bà nội nó mới khóc. Nó khóc cái gì? Hai tháng sau nó có thai lại rồi. Càng thôi. Khóc. À, vợ chồng trẻ mà. Thì hai tháng sau nó điện lên, nó nói con có bầu lại rồi. Mừng quýnh. Vậy là nó cắn cái thai nhi trong bụng mà phải chết luôn hả ông Tư? Chết rồi con, cắn độc nó cắn chết liền. Độc tố kinh khủng thật. Vì cái thai nhi nó này sống máu, sống máu của mình á. Dạ. Mẹ nó, mà mẹ nó quằn quại làm sao nó chịu nổi. Dạ. Nãy giờ có nóng rát gì đâu mũi không anh? Hút như nói chắc chưa đâu. Hút quá nhanh chứ ngay thường nó khói. Thuốc này nó rất thơm, thuốc thị trường thơm không lại nó đâu. Mà cháu hút cẩn thận, nó đừng nuốt khói nó khô cũng họng á. Khô phế quản khó chịu lắm mà. Nút nhẹ thôi. Nín được càng lâu càng tốt, để cho khói nó ngúng động, nó diệt vi khuẩn trong khứu giác mình.